Chào cả nhà, trong video clip này chúng ta cùng tìm hiểu cách xây dựng chiến thuật giao dịch sao cho phù hợp với lại cái điều kiện của mỗi trader. Đầu tiên thì để mình có thể biết được mình phù hợp với lại kiểu giao dịch nào thì mình phải tự xem lại cái điều kiện giao dịch của chính mình. Thứ nhất là về cái tính cách, mỗi cái chiến thuật giao dịch nó sẽ phù hợp với lại một cái tính cách của mỗi người. Người sẽ phụ thuộc vào người đó là ôn hòa, kiên trì, trầm tính, nôn nóng hay là quyết đoán nhanh. Tại vì có những cái chiến thuật mà nó sẽ phù hợp, bắt buộc mình phải chờ đợi thời gian lâu hơn. Còn có những chiến thuật thì đánh trong thời gian rất là ngắn, thậm chí là đánh copying một cái khoảng rất là ngắn. Do đó, tùy vào cái tính cách mà mình sẽ cảm thấy phù hợp với lại một cái chiến thuật. Chẳng hạn như mình thích nuôi lệnh dài hạn, thì mình sẽ không thể nào cảm thấy thoải mái khi mình giao dịch với những cái chiến thuật mà nó lại đánh cần phải tập trung theo dõi căng não liên tục được. Đấy. Rồi cái thứ hai nữa là cái thời gian rảnh trong ngày của mình. Mình đa số những trader mình không phải là full time, có nghĩa là mình vẫn đi làm công việc chính, còn thời gian rảnh mình sẽ giao dịch forex. Đấy, thì như vậy mình không có nhiều cái điều kiện thời gian để mình theo dõi, thì mình sẽ phân ra những cái lúc nào mình cần phải xem xét. Ví dụ như mình mỗi buổi sáng để mình lập một cái kế hoạch giao dịch, một thời điểm để mình xem xét cái thị trường tổng quan, những cái tin tức tác động trong ngày. Rồi buổi chiều thì vào cái thời điểm nào, rồi buổi tối thì mình rảnh vào cái giác nào thì mình chỉ xem xét cái thị trường trong cái khung thời gian đó. Rồi có thể là mình sẽ có cơ hội mình đặt lệnh trong cái thời gian đó luôn. Mời mọi người xem thêm một cái video clip về lập kế hoạch giao dịch cụ thể trong ngày, mình có đính kèm ở cái video, ở cái phần mô tả của video clip này. Rồi cái tiêu chí thứ ba đó là cái mục tiêu đầu tư. Thì nếu mà mình chấp nhận một cái mức rủi ro cao thì cái lợi nhuận nó thường sẽ cao hơn. Còn nếu mình đánh theo kiểu an toàn, ít vô lệnh, thì cái phần lợi nhuận của mình thì cũng tùy. Giả sử như tháng đó là dao động xu hướng thuận lợi, có trend kéo dài, mà cái chiến thuật của mình lại hợp với lại đánh theo trend nữa, thì tháng đó mình sẽ thuận lợi. Còn tháng nào mà sóng yếu hay là tháng đó nhiều ngày nghỉ lễ, thì đó là đương nhiên là cái phần lợi nhuận của mình cũng sẽ hạn chế hơn. Do đó mình xác lập một cái mục tiêu để mình chia nhỏ ra, chẳng hạn như mục tiêu 10% một tháng, mình giao dịch 4 tuần thì trung bình là mỗi tuần là 2.5%. 2.5 thì mình sẽ chia ra là trung bình là một lệnh là mình kiếm bao nhiêu pip thì mình sẽ đạt cái mục tiêu dựa lợi nhuận dựa trên số vốn của mình. Mỗi một lệnh vậy, ví dụ như mình mục tiêu của mình là 30 pip đó, thì sẽ đạt kế hoạch. Theo cái tình hình thực tế thì có đó nhiều trader là sẽ không giao dịch vào ngày thứ sáu hoặc là ngày thứ hai chẳng hạn. Thì mình cũng chia đều ra là trong trung bình một tuần là mình sẽ giao dịch bao nhiêu ngày, rồi mỗi ngày thì mình sẽ kỳ vọng là mỗi lệnh gì mình test có việc là mấy chục bit để mà đạt được cái mục tiêu tổng thể. Mà thông thường thì mình cũng không nên cái đặt cái mình áp lực là mỗi tháng mình phải kiếm là 30 hay 40%, tại vì cái đó là điều kiện, nó còn tùy vào cái điều kiện biến động của thị trường nữa. Do đó nếu mà không có đạt được đúng như mức kỳ vọng thì là xem như mình còn cơ hội cho tháng sau. Rồi cái điều thứ tư đó là mình muốn giao dịch nhanh hay là giữ lệnh dài hơi. Thì cái này nó cũng tùy vào cái điều kiện thời gian của mình. Mình không có nhiều thời gian, mình thích giữ lệnh lâu hơn thì mình có thể xem xét là đánh trung hạn. Mình giữ lệnh nhiều ngày đánh trung hạn. Mà đặc biệt mọi người nên lưu ý một điều đó là nếu đánh trung hạn thì phải chấp nhận cái mức rủi ro sẽ cao hơn so với đánh trong ngày. Thậm chí là đánh trung hạn mình có nhiều trường hợp mình phải giữ lệnh qua đêm. Mà giữ lệnh qua đêm thì nó sẽ phát sinh một cái rủi ro, đó là tạo gap khi mà ngày thứ hai phiên sáng mở cửa. Mọi người có thể xem thêm cái video clip nói về cái hiện tượng gap này. Hiện tượng gap này là để lệnh qua tuần là có khả năng là bị đảo chiều. Cho dù cuối thứ sáu mình đang lời to nhưng mà thứ hai nó bật cái bị con gáp thì có thể mình lật ngược thế cờ, mình bị hit top loss luôn chẳng hạn. Đấy, thì mình cũng lưu ý cái điều đó. Nhưng mà không có một cái chiến thuật nào là hoàn hảo tuyệt đối. Mình chấp nhận luôn những cái cơ hội lẫn những cái rủi ro đó.
Nếu mà chấp nhận mình đã bị những cái tình huống mà dính gáp đi nữa thì mình cũng không có bỏ cuộc, không có từ bỏ cái chiến thuật của mình à, tại vì đó là cái rủi ro mà nhất định là khi mình giao dịch trung hạn thì mình phải đối mặt thôi. Rồi cái điều thứ năm đó là những cái phương pháp nào mình đã biết được những gì thì thời đại ngày nay thì mình dễ dàng tìm kiếm những cái thông tin trên mạng internet, trên các diễn đàn, các nhóm rồi chẳng hạn đó. Thì mình sẽ, một là mình sẽ biết mọi thứ một ít đó. Cái thứ hai nữa là mình quan tâm nhiều tới reaction đó. Thứ ba là mình cảm thấy mình quen với lại những cái tín hiệu nó chỉ báo sẵn đó. Mình thấy tín hiệu mình giao dịch theo cái tín hiệu đó thì đó cũng là một lựa chọn đó. Tùy mình cảm thấy thích hợp với cái nào thì mình sẽ theo nó. Rồi cái nữa là mình thích những cái mô hình mà nó mang cái tính chuyên sâu hơn đó. Thì một mình anh nó là có thể phân tích được vừa xu hướng, vừa cản, vừa xác nhận trên thị trường rồi chẳng hạn. Mình thích những cái mô hình mà nó cồng kềnh đó thì đó cũng là một lựa chọn của mình đó. Còn không thì mình thích đánh dựa theo những cái bản tin dự đoán dài hạn thì cũng được đó. Mình thích đánh theo phân tích cơ bản thì mình học thêm về cái kỹ năng phân tích kỹ thuật nữa để mình có cái điểm vào lệnh, điểm chốt lệnh với bảo toàn vốn nó sẽ chặt chẽ hơn đó. Thì đó là tùy vào những gì mà mình đã biết. Rồi trong phần tiếp theo thì mình sẽ tổng quan là bốn cái nhóm, bốn cái chiến thuật mà nó sẽ phù hợp tùy vào cái điều kiện của mình, của chính mình để mình chọn. Rồi đầu tiên là cái chiến thuật về đu theo trend đó. Thì có khá nhiều cái công cụ hỗ trợ để mình có thể giao dịch bám sát theo trend, mà thường đánh theo trend cái này là trong ngày thì mở cửa đầu phiên đầu tuần là mình có thể giao dịch cho tới hết ngày thứ sáu luôn đó. Đó là cái chiến thuật mà mình có thể bám trend, nghĩa là khi nào mà trend nó có xu hướng, có cơ hội thì mình có thể đu theo. Những công cụ phổ biến là Trendline. Trendline thì có trend vẽ theo xu hướng, rồi trend kênh ngang, rồi những cái mô hình hoàn chỉnh như là Ichimoku, Elliott, rồi Bollinger Band, rồi những cái đường EMA để mình có thể bám theo những cái trend. Thì nhìn chung nếu mà mình chọn theo cái này á, thì nhất định mình cần cái quỹ thời gian nó cũng khá hơn. Mình chẳng hạn mình đi làm ở công ty thì cũng không tới nỗi là bị cấm sử dụng điện thoại hay là cấm làm việc riêng, mà tới nỗi mình không có theo dõi được thị trường. Nói chung là mình vẫn có thời gian để mình lâu lâu nhé cái biểu đồ chụp trên bám sát theo trend. Thì mình sử dụng những công cụ này để mình có thể dự đoán liên tục cái trend nó đang ở cái trạng thái nào, rồi trong cái trạng thái đó mình áp dụng những cái chiến thuật nào. Đó. Nhìn chung thì cái thứ nhất, cái một cái phương pháp thứ nhất này thì nó sẽ đòi hỏi một cái kiến thức mid tổng hợp mọi thứ mình đều đều phải biết, rồi mình sẽ kết hợp những cái hiểu biết đó để mình có thể nhận định chung. Chẳng hạn như bám theo trend đi à, thì qua những cái video clip trước thì mình cũng đã có giới thiệu rồi. Trend thì nó sẽ là có những cái giai đoạn chính đó. Giai đoạn đang 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 theo trend đó. Giả sử đang theo một cái trend là trend trend này đi, mọi người thấy là nó giảm liên tục nè. Và hiện tại giai đoạn này là giai đoạn tích lũy. Giai đoạn bình ổn giá thì nó sẽ dừng lại một thời gian để mà nó định hướng cái xu hướng tiếp theo đó. Thì nó có khả năng đảo chiều hoặc là nó đi tiếp đó. Đó. Thì theo cái trong 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 cái giai đoạn này á, thì nhất định mình phải kiên nhẫn chờ đợi thêm, tại vì nó đang đi và có thế sẽ quay rồi. Mình vẫn có cơ hội đánh khi mà nó giảm kênh rồi nó bật lên cũng được, mình đánh theo cái kênh ngang thì mình vẫn có cái cơ hội cho mình đấy. Bám trend thì là mình sẽ theo sát cái trend, mình sẽ đánh dấu lên cái biểu đồ là à, cặp này đang trong tình trạng là sideways à, mình có thể ghi chú vô luôn đó. Cặp này là đang trong trạng thái là sideways đó, để mình cho nó vào một cái danh sách theo dõi à, khi nào mà nó sẽ vô một cái trend mới thì mình có thể bám theo. Đó là một cái một một cặp đó. Tương tự nha, cặp đô la Úc với lại USD này cũng tương tự này.
Người cặp này đang ở trong cái trạng thái là có trend, đó, có trend, đang là trend tăng. Nhìn chung thì mình đánh theo trend, mình phải bám trend liên tục, kẻ những cái đường xu hướng, đường trend line để mình theo sát cái xu hướng trên thị trường. Đấy. Do đó mình chọn đánh theo trend, những cái đang có trend đẹp hay trend xấu là do cái đường trend line mình kẻ là nó đang trong trạng thái rõ rệt. Mình có thể áp dụng theo những cái 4-3-3 cái bước một phân tích đánh theo reaction cơ bản khi mà nó trong giai đoạn có trend. Nếu mà có xu hướng rõ ràng thì những cái công cụ mà đường trung bình di động và những cái indicator nó cũng sẽ chỉ báo cũng khá là chuẩn. Chẳng hạn như đường Bollinger Band thì nếu mình thêm vào thì nó vẫn có thể hỗ trợ mình trong việc mình dự đoán là cái trend nó đang tiếp diễn. Rồi, thì mọi người cũng lưu ý là đối với cái bất kể cái phương pháp nào thì nó cũng sẽ phân ra làm những cái nhóm chính, đó là đánh ngắn hạn, trung hạn hay thậm chí là dài hạn. Mình bám trend thì có thể là mình bám trend trong ngày hay là mình bám trend trung hạn đều được. Cuối cùng thì nó cũng quy về cái quỹ thời gian của mình. Như mọi người thấy là cái biểu đồ hiện tại đang xem là biểu đồ H1 thì mình đang giao dịch trong ngày, thậm chí là trong phiên, thì là dành cho những người không có nhiều cái điều kiện về thời gian. Mỗi phiên như vậy, mở phiên như vậy mình chỉ cần mất khoảng chừng 5 phút để mình xem qua những cái cặp chính để mình coi những cái cặp nào nó đang có cơ hội. Có cơ hội thì mình sẽ ghi nhận ở đó rồi mình sẽ tiếp tục theo dõi. Chẳng hạn như cái cặp này đi, nó đang ở trên xu hướng tăng thì mình sẽ ghi nhận là khi nào nó chạm cái trend line thì mình sẽ xem xét tìm kiếm cái cơ hội mua lên. Đó. Rồi, qua cái phương pháp thứ hai đó là chiến thuật về đánh breakout. Đánh breakout thì phần lớn thì mình sẽ áp dụng những cái mô hình giá. Mọi người thấy ở trên này những cái mô hình giá đánh breakout phổ biến này. Có khá là nhiều những cái mô hình mà thông dụng của mình. Mà đa phần là khi mà có trend mạnh thì nó sẽ xuất hiện thường xuyên những cái mô hình này. Rồi, chẳng hạn như mô hình cờ hiệu, mô hình tam giác, rồi những cái mô hình kênh ngang rồi đó. Đó là những cái mô hình kiểu đánh breakout. Trong cái phần này thì trong những cái clip trước thì mình cũng đã chia sẻ rồi. Thì mình cứ quan sát trên cái biểu đồ sẽ tự kẻ ra được những cái giai đoạn mà giá nó sẽ tích lũy và nó hình thành ra cái mô hình. Thì lúc đó mình đợi khi nào mà giá nó thực sự bứt phá ra khỏi cái mô hình thì đó là mình sẽ bám theo. Nhìn chung cái chiến thuật breakout này thì nó cũng phù hợp với lại mình đánh trung hạn hoặc là ngắn hạn. Trong ngày thì hoàn toàn mình có thể kẻ được những cái mô hình tam giác để mình có thể bám theo cái mô hình đó, để khi nào mà có hiện tượng breakout ra cái mô hình giá của mình thì mình sẽ bám theo cũng được. Đấy. Còn tương tự nếu mà đánh trung hạn, mình nhìn những cái biểu đồ H4 thì lúc đó mình có thể giữ định nó dài hơi hơn. Thì nhìn chung thì mỗi một cái phương pháp nó đều chia ra phù hợp được với những người mà đánh trong ngày, trong phiên hoặc là đánh trung hạn, đều có cơ hội hết. Rồi, các chiến thuật giao dịch chính thứ ba đó là đánh theo tin lớn. Thì cái này đó là phù hợp với lại một số ít thôi. Đó là đánh theo những cái tin tức quan trọng mà lúc đó mình sẽ đặt hai đầu. Chẳng hạn như cặp này đi, giả sử như bữa nay là nó công bố một cái tin quan trọng liên quan tới đồng đô la Úc đi, thì mình sẽ đánh đặt lên chờ hai đầu. Thì mình biết là một cái tin tức quan trọng thì nó sẽ giật đi rất là nhanh. Mình đặt lệnh thủ công thì có thể là lệnh nó sẽ không khớp, còn mình đặt lệnh chờ thì khả năng nó khớp lệnh nó sẽ dễ dàng hơn. Mọi người xem thêm cái video clip về cách mình đánh theo mấy cái tin quan trọng ở dưới video nhé. Rồi, thì cái kiểu mà đánh theo tin này á thì nó cũng sẽ liên quan tới những cái
hai loại, một là tin tức ở trong phiên, còn hai là cái tin tức vĩ mô dài hạn đó. Nếu mà ai nhận định, ví dụ như cặp vàng đi, nhận định cặp vàng trong tuần này, trong tháng này là cái xu hướng chính nó như thế nào, và những cái tin tức quan trọng nào tác động tới cái thị trường, thì mình sẽ đánh giữ lệnh dài hơi đó. Đánh theo tin tức thì phần lớn thì mình chỉ đánh những cái cặp chính, và thậm chí là đánh một cặp thôi, chẳng hạn như cặp vàng chẳng hạn. Thì đánh theo tin tức này cũng mấy anh em đánh ở trong các phiên thì cũng thường xuyên theo dõi để mình biết được là những thời điểm nào có thể xảy ra bão để mình né, hoặc là để mình ai mà cảm thấy phù hợp với lại những cái tin tức thì mình có thể theo luôn. Nhưng mà theo cá nhân của mình thấy thì cái chiến thuật đánh theo tin này thì nó không thể nào mà nó tách rời với lại phân tích kỹ thuật hết. Thì phân tích kỹ thuật là cái nền tảng để mình có thể chọn cái điểm vào lệnh với điểm thoát lệnh chuẩn xác. Còn nếu mình chỉ dựa theo tin tức không thì mình chỉ biết được những cái thời điểm nó xảy ra bão, nhưng mà giá nó đi được tới những cái mức nào á thì mình sẽ không có xác định được nếu mình không có luyện kỹ năng phân tích kỹ thuật. Đấy, do đó kỹ thuật với lại nhận định tin tức là hai cái mà mình có thể theo sát. Phân tích kỹ thuật thì có thể chiếm là 70-80%, rồi 10% là phân tích về cơ bản, và còn 10% lại là còn những yếu tố liên quan như là quản lý vốn, quản lý rủi ro, rồi quản lý cảm xúc luôn. Thì lúc đó là nó mới hình thành ra được một cái nghiệp vụ chơi chuyên nghiệp cho mình. Tại vì đa số là mọi người đã nghe qua những cái lý thuyết này khá là nhiều, nhưng mà lúc áp dụng mình vẫn bị chi phối bởi những cái yếu tố tâm lý. Do đó là cái hành trình mình giao dịch ở trên này là phải kiểm soát luôn cái tâm lý giao dịch của mình, cái kế hoạch của mình. Rồi, và phần cuối cùng đó là những cái phần mà mình sẽ theo những cái mô hình nó sẽ chủ động hơn đó. Chẳng hạn như cái mô hình WGM trên Bollinger Band, mô hình sói quốc quay, những mô hình mà mình đã nêu ra trong cái playlist chiến thuật giao dịch. Mọi người có thể xem thêm về những cái mô hình giá này. Đối với cái mô hình giá thì mình sẽ có sự chủ động nhiều hơn. Và cái mô hình giá này thì mình chỉ cần luyện ra đúng một cái mô hình nào mình cảm thấy thoải mái là được. Chứ mình không nhất thiết là mình phải theo tất cả những cái mô hình giá mà hiện có, những cái phương pháp hiện có. Chẳng hạn như cái mô hình về W chữ M, cái này là mình nhắc lại hơi trên clip mình cũng đã có đề cập rồi. Đây là một cái mẫu mà mô hình theo chữ W. Mọi người xem thêm cái video clip ở bên dưới để hiểu rõ hơn về cái cách mà mình sử dụng mô hình về chữ W với lại chữ M khi mà phối hợp ở trên Bollinger Band. Đặc biệt cái mô hình Reaction nó có hai cái nhóm mô hình reaction. Một cái là nó sẽ đánh theo break out mà mình đã đề cập ở trên. Một cái là nó sẽ chủ động, nó sẽ đón sóng sớm hơn đó. Chẳng hạn như cái mô hình 2B VIX mà mình đã đề cập trong cái playlist về chiến thuật giao dịch. Mọi người có thể xem thêm để mình biết được cái điểm khác biệt đó. Mô hình 2B VIX, còn cái mô hình giá nó đang trên một cái xu hướng giảm, sau đó nó sẽ tạo ra cái mô hình 1-2-3 đó. Mô hình 1-2-3 thì cái này là cái mô hình theo breakout. 1-2-3 là mô hình breakout, cũng là reaction. Còn mô hình mà chữ 2B viết này là cũng reaction, nhưng mà nó thuộc theo kiểu là mô hình đón đầu sóng. Đón đầu sóng là những cái mà nó sẽ gần như là mình sẽ phương pháp mình dò đỉnh, dò đáy, nhưng mà có cơ sở, chứ không phải là giá nó đang tăng mạnh thì cái mình nhảy vào mình sell. Thì lúc đó cái đó mới là nguy hiểm. Còn cái chiến thuật mình đánh theo giờ đỉnh giờ đáy, có đợi cái tín hiệu xác nhận nó rõ ràng hơn, thì lúc đó mình cũng tăng được cái tỷ lệ
thắng thì tỷ lệ lời lời trên lỗ khả quan. Rồi, vậy thì về lâu dài thì mình vẫn có lãi. Rồi thì trong cái video clip này mình chốt lại những cái điều quan trọng khi mà mình chọn cái phương pháp giao dịch, đó là mình phải xem xét cái điều kiện thực tế của mình, đó là về tính cách, về cái quỹ thời gian, rồi về những cái mà mình hiểu biết của mình quen với lại cái kiểu nào. Rồi về cái phương pháp thì có bốn nhóm chính, mình có thể chọn một trong bốn, mình chỉ cần nắm vững theo một cái mô hình và mình rèn luyện thật nhiều cho nó thành thạo một cái mô hình thôi là mình cũng thể đủ chiến rồi, không cần nhất thiết là mình phải biết tất cả. Được. Rồi mời mọi người xem những cái video clip mình đã đề cập ở bên phần mô tả của video, mình đã liệt kê ở bên dưới để mình có thể xem cụ thể hơn về những cái chiến thuật ở trong cái nhóm này. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video clip, nhớ like và subscribe để cập nhật những cái hướng dẫn tiếp theo nhé. Cảm ơn mọi người.